Ghi nhận tại các điểm thi, thí sinh có mặt từ khá sớm. Các lực lượng phối hợp đã đảm bảo an toàn cho các điểm thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa từ 6 giờ 30 rất nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi này. Tại đây, nhiều phụ huynh lo lắng nhưng hơn hết là mong con bình tĩnh, làm bài hết mình để có được kết quả tốt nhất. Cũng chỉ động viên con là con cứ cố gắng học hết sức. Thế còn đến khi nào mà kỳ thi mình đã được trang bị đầy đủ rồi thì cứ đi thi thôi. Không nên căng thẳng quá. Cùng quan điểm, chị Trang ở Cầu Giấy đã chuẩn bị cho con hành trang kiến thức cùng sự thoải mái nhất có thể. Chị Trang hy vọng con có được kết quả như con mong đợi, cũng là kết quả của những nỗ lực sau bao tháng ngày đèn sách của con. Trước khi thi mấy hôm đấy, 2-3 hôm nay thì chị bảo với con là con cứ ngủ nhiều một chút xong con ăn những món mà ăn mà con thích. Thì mày nghĩ là thư thái để có cái tâm trạng tốt nhất là bài thi là đầu tiên là số 1. Còn về kiến thức thì những thứ mà con đã ôn luyện ý, thì đến thời điểm này thì con thấy có cái gì cần phải xem lại thì con xem lại cho chắc chắn thôi. Chứ mày nghĩ rằng là thi là kiểm tra tất cả những thứ mà con đã học được. Chính vì thế nên là chị nghĩ là cháu hiểu tất cả những thứ mà chị truyền đạt cho cháu. Để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thầy Hoàng Văn Phú, trưởng điểm thi Trung học phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa mong muốn thí sinh làm bài thi nghiêm túc, tuân thủ quy chế thi mà các thầy cô đã phổ biến cho các em. Thì các thầy cô cũng đã quán triệt tới học sinh những cái quy định đối với thí sinh. Trong đó thì các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng, đồ dùng được phép theo quy định của quy chế và văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Thế và trong quá trình coi thi, từ khâu gọi thí sinh vào phòng thi, đặc biệt là trước khi phát đề thi, thì chúng tôi có đề nghị là các thầy cô phải nhắc nhở học sinh để các cháu không do sơ ý mà mang những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, dẫn tới hiện tượng là phải đình chỉ thi. Thì về mặt nhắc nhở, quán triệt thì điểm thi sẽ làm rất là đầy đủ, trên tinh thần vẫn là không gây áp lực cho thí sinh. Thế còn nếu mà thí sinh nào mà cố tình vi phạm thì sẽ phải xử lý. Còn về điểm thi thì đã có những cái biện pháp ngăn chặn. Với số lượng thí sinh lớn, thành phố Hà Nội tổ chức 201 điểm thi, điều động khoảng 20.000 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, có trên 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi.